Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một cái cây rất là mới. Cây này thì em cũng có xin được hình ảnh hoa khi mà bạn ấy mang về. Cây này là một cái cây lô hội trắng đột biến mới. Đây là vừa được chia các một cái bạn chia lại một cái cây giống mới này để sưu tầm và cùng nuôi trồng những cái giống lan đột biến quý hiếm. Thì hôm nay em nói đến đây là cái cây kiếm thì thực tế thì là chưa có tên, nhưng mà chắc là sẽ gọi tên là cây kiếm trắng Lạc Sơn hoặc là vàng Lạc Sơn đều được. Thì trước khi em giới thiệu đến cái cây này thì em cũng muốn nói một chút về cái cây kiếm lô hội đột biến để chúng ta, các anh chị đều biết và đều nhận thức được cái việc đó. Ví dụ như các anh chị mua những cái cây kiếm trắng hoặc cây kiếm vàng mà dòng lô hội này ấy, thì cái hoa của nó thì nó là dòng lô hội đột biến, thì nó là những cái cây kiếm màu trắng tím đột biến thì nó sẽ là màu trắng tinh hoặc là màu trắng sơ mi lưỡi hồng thì được gọi sơ mi, còn đột biến an ba thì là trắng tinh. Thì thường những cái cây kiếm này thì thường là nó sẽ hoa màu vàng hoặc màu trắng, thì phụ thuộc vào thứ nhất là thời điểm nở, mùa nở, và cái nữa đó chính là cách chăm. Thì có thể là khi mà trồng nhiều nắng ấy, thì cái khả năng mà nó ra trắng ấy, thì nó sẽ không được trắng nhiều bằng trồng mát, hoặc đôi khi nó cũng là do một số những cái, nhưng mà là yếu tố là phân thuốc chứ không hẳn là do mát mà nó thành hoa trắng. Nhưng có những thời điểm là đầu năm nó nở trắng, nhưng mà tầm giữa năm, ví dụ như mùa này nó nở sẽ vàng này, thì nó một số cây là nó sẽ như vậy, hoặc là thường nó sẽ nở là không ổn định, có lúc thì trắng hơn, lúc thì vàng hơn. Thì cái này là mọi người không nên quan trọng quá, bởi vì về cơ bản cái cây lô hội là cái cây lan kiếm đột biến ấy, cái cây lô hội đột biến ấy thì là một cái cây lan kiếm mà nó có cái gen nó không giống với cái dòng tiên vũ, đó chính là màu sắc của nó. Ví dụ như cây tiên vũ ấy, thì nó đột biến thường thì sẽ là hoa vàng, hiếm khi mà có cây nào xanh, rất là ít, và gần nó chỉ xanh như ví dụ như cây thiên vân ấy, thì nó chỉ xanh một chút thôi, nhưng về sau nó vẫn vàng, hoặc là do thời điểm nở. Có thời điểm nở thì nó rất là xanh, xanh ngọc, xanh trong, nhưng có thời điểm thì nó nở thì nó lại là màu vàng, xanh vàng. Nhưng cái cây đấy thì em thấy là một trong những cây mà có thể là nó là gốc Thái, hoặc là một cái gốc Lào, hoặc cái gốc nào ở đâu đó thì em không biết, không truy xuất được nguồn gốc. Nhưng so những cái mà em biết được về thân lá, về hoa, thì cây đấy khả năng cao là nó là thuộc hàng Lào, xong rồi Thái sưu tầm về, hoặc là một cái vùng nào đó mà em cũng chưa thể xác định được, bởi vì vùng và thân lá thì nó sẽ rất là khó nói. Nhưng mà như cái dòng Campuchia ấy, thì dòng thân lá ngắn thì nó có nhìn mình có thể là nhận ra được. Ví dụ như là cái cây kiếm những cái dòng Campuchia thân lá ngắn, nó lùn, lá dày. Thì đấy, còn cái tiền vũ thì em không nói chủ đề chính. Hôm nay em giới thiệu cái lô hội này. Thì cái cây này thì như một cái bạn ở trong Hòa Bình ấy, bạn ấy là ở Lạc Sơn, bạn ấy sưu tầm được cái cây này, thì là có chia cho khoảng 2-3 anh em để sưu tầm cái giống này. Thì về thứ nhất là cái cây mới, nó là một cây mới, và cái cây này thì em nghĩ là nó cũng khá giống cái Điện Biên, khá giống cái cây trắng Điện Biên. Từ cái cần hoa mà cái bạn này bạn ấy sưu tầm chụp được từ lúc mà nó còn nguyên, chứ còn về đây thì hoa nó đã bị hỏng rồi, hỏng và rụng do cái khâu vận chuyển nó chưa được tốt. Thì em vừa bóc thùng ra thì thực ra bạn ở trên Hòa Bình đóng cũng rất là sơ sài, và cơ bản là bạn ấy chỉ đóng để cho nó gọi là mang được cây về đến đây thôi, chứ bạn ấy cũng không để ý đến những cái việc ví dụ như thân lá hay là hoa hay cái gì, bạn ấy chẳng quan trọng, bạn ấy cứ gói vậy thôi. Cây này thì nó là một cái cây ở Lạc Sơn, cái đột biến hoa của nó là màu vàng tuyền, hiện giờ nó đang nở cái cánh ở đây thì là vàng tuyền, và nó không có một cái ám tím ở lưỡi môi nào cả. Đây, như đây còn một cái môi của nó đấy. Thì như cái những cái cây lô hội đột biến này thì mọi người cần phải tìm hiểu rõ và chi tiết chính xác, nếu không là ví dụ sẽ rất là nhầm một cái cây, có thể là nhiều cây mà có từ lâu, ví dụ như cái vàng kính bầu hay vàng kính cong hay là gì đó đại loại vậy. Cây này thì đây mọi người có thể nhìn thấy với cái bộ cánh này thì em nghĩ chắc chắn là dạng cánh thủy tiên rồi. Cây này thì nếu mà so với thân thủ thì nó cũng là một cây ở trên rừng thì không giống cây nào, không giống với bất kỳ những cái cây lô hội nào em từng biết. Nhưng về hoa thì nó chia hoa khá là giống với cây Điện Biên, và cần hoa rất to, chia hoa rất dày, giống cái Điện Biên.
nhưng cũng có thể là nó sẽ là một cái cây mà bởi vì từ Lạc Sơn Hòa Bình sang Điện Biên thì nó cũng không phải là một cái gì đó quá xa vời. Ví dụ như là cái cây nó chỉ có sự khác biệt khi nó cách quá xa nhau, ví dụ như là một cái cây ở Kon Tum chẳng hạn và một cái cây nó ở Hòa Bình thì chắc chắn là hoa nó sẽ khác nhau. Hoặc là có thể là giống nhau đi chăng nữa nhưng mà nếu như nó có những điểm giống thì nó vẫn sẽ còn những điểm khác, bởi vì cơ bản những cái điểm sinh ra. Thế còn như kiểu Hòa Bình với Điện Biên thì em nghĩ là nó cũng không phải là xa lắm. Nhưng cái cây này thì em sẽ trồng và nuôi lại vào cái dịp để cho nó nở, có thể là sẽ là vào dịp năm sau. Đây thì bạn ấy cứ tách chặt băm bừa này, bạn ấy chia cho em, chia 3 người. Em sưu tầm được ít. Thì cái này em sẽ trồng và gột lại để nuôi vào những cái mùa sau. Thì hôm nay thì sẽ là một cái ngày để đánh dấu về, để nhớ về cái cây được sổ này. Cây sổ này thì của nhà dân. Thực ra nói về cái cây sổ ấy thì mọi người nên hiểu cái khái niệm đó chính là sổ nhưng không nhất thiết phải từ rừng. Sổ một mặt bông mới nhưng mà không ai có thì nó vẫn là chúng ta phải tìm hiểu những cái mặt bông cũ để xem nó giống cái nào không. Nhưng cái cây này thì từ cái lúc mà có hoa đến bây giờ thì em được nhìn ảnh và nhìn cái bộ khuôn cánh của nó thì không giống bất kỳ một cái cây nào cả. Nó là một cái cây lô hội mới và đột biến ăn ba, lưỡi màu vàng, lưỡi màu trắng vàng. Thì thường những cái cây lô hội này đột biến ăn ba này thì nó có rất là nhiều nhưng mà mặt bông thì không phải là cây nào nó cũng giống cây nào. Ví dụ như mọi người có thể thấy là ví dụ như cây Tuyên Quang ấy thì nó có bộ thuần lá của cây Tuyên Quang, cây trắng Tuyên Quang ấy. Thì cây trắng Tuyên Quang, ví dụ nói về cây Tuyên Quang ấy thì cũng nói rằng là cái nhiều người thì người ta gọi cái đấy nó là cái cây vàng Tuyên Quang chứ không gọi là trắng Tuyên Quang. Nhưng mà một số người thì lại gọi cái cây đấy là cây trắng Tuyên Quang. Với cơ bản là nó do thời điểm nở. Thì có thể là một thời điểm này hoa nó màu vàng nhưng có một thời điểm thì hoa nó sẽ màu trắng, trắng trong hơn, đẹp hơn. Thì nó phụ thuộc đa phần vào thời điểm nở. Thì cái cây này là một cái cây mới thì em cũng giới thiệu với mọi người và như anh em hình như đã thống nhất là gọi tên là trắng Lạc Sơn hoặc là vàng Lạc Sơn, bởi vì nếu mà gọi trắng Lạc Sơn ấy thì nó sẽ người chơi như các anh chị sẽ hiểu rằng là cây này nó là một trong những cái lô hội. Còn nếu mà gọi là vàng Lạc Sơn ấy thì nhiều anh chị thì sẽ chưa hiểu và chưa biết ấy, thì sẽ tưởng rằng nó sẽ là một cái tiên vũ, bởi vì cơ bản là cây tiên vũ là đột biến là hoa màu vàng mà. Còn những cái cây lô hội thì là gọi là trắng. Nhưng mà cũng một số cây là sẽ gọi là hoa màu vàng, bởi vì về cơ bản là cái việc nó nở hoa nó như thế nào. Ví dụ như cây vàng cánh bầu Hải Phòng chẳng hạn thế. Thì mỗi cây thì nó sẽ có một cái nhân tố khác, một cái nhận diện khác nhau. Nhưng cái cây này thân lá củ thì nó giống lô hội. Đây mọi người nhìn thấy củ nó khá to. Củ nó to, nó phải được tầm 4cm củ này. Chiều ngang của nó phải được tầm 4cm. 4 đến 5cm rất to đây này. Mọi người thấy củ rất to. 4-5cm và đây là cây nuôi kém. Thì khi mà cái cây này mà sẽ được trồng và ổn định và đẹp hơn ấy thì nó sẽ tốt hơn để rất là nhiều. Thì thường em cũng muốn nói là luôn cái vấn đề mầm thân lá của nó. Thì những cái cây lô hội này đột biến ấy hoặc là những cái cây tiên vũ ấy thì mọi người luôn luôn chú ý rằng ví dụ như cây này đây. Nếu như mầm nó xanh sạch như thế này là chuẩn. Đấy, đây như cái mầm này là nó không tím này. Mọi người nhìn những cái cây lô hội bình thường ấy thì cái mầm nó sẽ tím. Đầu mầm hoặc là cả mầm này nó sẽ tím này. Đấy, nhưng cái cây này thì mầm nó sạch. Thì ít nhất đấy là những cái sự đánh dấu của một cái cây đột biến thường nó sẽ ra như này. Nó như kiểu là anh chị chơi phi điệp ấy. Anh chị chơi phi điệp mà thấy những cái cây xanh sạch thường là những cây đột biến trắng hoặc năm cái trắng, cho nên là hàng xanh sạch nó mới đắt. Nhưng thực ra đấy thì cái kiếm này ấy, thì nó cũng có cái xác suất nhưng mà nó ít hơn là phi điệp. Phi điệp thì thân xanh sạch rất nhiều nhưng mà để hoa trắng thì rất là ít. Nhưng còn kiếm này thì thân trắng này thì cái tỷ lệ nó lớn hơn. Đấy thì đây nó cũng là một số cái nhận diện để như các chị mới chơi hoặc những anh chị chơi lâu thì cùng biết về cái cây này. Thì còn cái cây mới, cây trắng Lạc Sơn này thì em sẽ có video hoa và chắc là vào năm tới. Còn năm nay thì là một sự đánh dấu một cây mới. Một cái cây này được sưu tầm nguồn gốc từ Lạc Sơn, Hòa Bình. Được nuôi trong nhà dân thôi chứ cũng chưa biết chính xác là nó từ đâu cả. Nhưng cứ từ gọi theo vùng sổ. Thường những cây sổ mới thì sẽ gọi theo vùng sổ chứ không ai gọi theo tên gì cả. Trừ khi ví dụ như cái cây, có một số cây mà người nó trùng nhau ấy, trùng nhau nhiều ấy. Ví dụ như cây Thủy Nguyên này hay là cây Yên Tử hay là mấy cây nó rất là giống nhau. Mà em không biết được sự khác biệt, nó không có sự khác biệt quá lớn. Thì những cái cây mà nó giống nhau quá thì em sẽ không bán. Em chỉ bán một tên một cây thôi. Hoặc là em sẽ bán cái cây rẻ nhất. Em không bán những cái cây tên đắt, bởi vì thường cái trào lưu đặt tên kiếm này thì rất là nhiều người là người ta tự đặt tên. Ví dụ như về nhà anh tự đặt tên, về nhà anh có nhiều, xong rồi anh tự gọi tên lên một tên mới. Thực ra hoa là giống nhau ấy,
Đấy là một cái điều mà ngày trước em thấy là các bác chơi là thấy là nó chưa được hay lắm. Thì nó cũng như là cái cây, một cái cây phổ thông dòng lội tiên vũ đột biến như là cây xanh Huế chẳng hạn. Thì nó như hôm nay em thống kê thì nó phải tầm chục cái tên, mà do là các bác ngày xưa đổi tên đi để gọi thành một cái cây mới để bán giá trị cao hơn. Nhưng em nghĩ thì cuộc chơi bây giờ chúng ta cần một cái sự công bằng, và luôn luôn phải nhìn nhận rằng là một cái cây đã có trên thị trường rồi thì nó phải giữ một tên. Chứ bây giờ là một cái dòng lô hội này thì một số cây là rất là giống nhau nhưng mà lại có tận 2-3 cái tên, 3-4 cái tên. Thế nên mọi người bị nhầm lẫn. Còn khi nào mà mọi người có thắc mắc về cái dòng lô hội nào ấy mà em biết, hoặc là có của em ấy, thì em hoặc là em chưa có thì mọi người cứ hỏi em, thì em nếu em nhận biết được thì em sẽ trả lời. Em sẽ trả lời cho mọi người để mọi người cùng tham khảo, cùng tìm hiểu về cái cây lô hội, cái dòng lô hội này. Bởi vì lô hội này rất là đa dạng, nhưng mà nếu như mà mình không kiến thức và không nhớ được những cái mặt bông ấy thì rất là dễ có thể là sẽ bị mua nhầm từ cây lô hội nọ sang cây lô hội kia. Còn những cái cây lô hội đẹp thì là nó có giá trị rất là cao. Ví dụ như cây cánh bầu Thái Nguyên, hoặc là cây Điện Biên, Trắng Điện Biên, hoặc cánh bầu Thái Nguyên, hoặc là cây Tuyên Quang, thì nó cũng là một cái cây đột biến An Ba giá khá cao. Hoặc một cái cây đột biến ngược ấy, như cây Âu Cơ, nó là một cây rất đẹp. Thì một số những cái cây Lan Kiếm này thì em sẽ giới thiệu vào khi mà em có những cái hình ảnh hoa nở. Cây nào thì em sẽ giới thiệu cho mọi người sau. Hôm nay em giới thiệu đơn giản là một cái cây như vậy thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Thì mọi người có thể tham khảo thêm những cái video, những cái cây khác trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em. Thì trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em thì em có tổng hợp tất cả những cái cây nào mà em đã làm một lần thì chắc chắn em sẽ không làm nữa nếu như hoa là giống nhau. Ví dụ như cây kiếm này thì nó có cái cây thủy nguyên với cả cái cây yên tử, nó cực kỳ giống nhau mà em sẽ chắc chắn là em sẽ không làm. Em làm cây thủy nguyên rồi thì cây yên tử thì em thấy nó giống nhau về nhiều mặt. Thì đấy là cái cây, hoặc là cây tuyết định tử hay gì đấy, đại loại rất giống, nhìn chung hoa giống nhau lắm. Nhưng mọi người chơi thì nên cần nhìn nhận được cái sự giống nhau và cái sự khác biệt của nó. Chúng ta phải tìm được cái sự khác biệt của nó thì mới chơi. Còn những cái cây mà nó quá giống nhau thì tốt nhất chỉ mua một cây thôi. Bởi vì rất có thể là nhiều người ta sẽ tự đổi tên và đánh giá giá trị nó rất là cao, khiến cho giá thành nó bị lộn xộn. Thì mọi người nên chú ý. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau khi em có những cái cây hoa đẹp nở và những cái kiến thức mà em có thể chia sẻ với mọi người. Thì có thể có gì thì mọi người có thể liên hệ và em sẽ tư vấn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào tất cả anh chị.